trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Trời đất mẹ ơi, cuối cùng thì cũng đóng cửa. Quỳnh à, mau đứng dậy đi. Trời tối chẳng có ai nhìn thấy đâu. Quỳnh à, Quỳnh à, đợi tới bụng qua cả mắt mũi luôn rồi, đi kiếm chút gì ăn trước đi có được không? Tối như vậy đi đâu mà tìm chứ. Để ngủ một chút trước đó. Sao các cậu phải khổ như vậy chứ? Lão hòa thượng có bằng lòng thì chúng tôi quỳ chết cũng không đi. Cuộc sống của người xuất gia không có sướng đâu. Chúng tôi đến đây để rèn luyện. Quỳnh à, ăn cháo thôi. Quỳnh, Quỳnh à, ăn cháo đi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ suốt đêm mày không ngủ. Ai nói ta ngồi là không ngủ được? Thí chủ quỳ trước cửa chùa. Họ thích quỳ cứ để họ quỳ. Tâm không kiên cố thì không thể làm người xuất gia. Đi, thầy trò chúng ta cùng đi phơi đồ. Nhanh lên, nhanh lên, thu đồ khô vào. Sư phụ, mặt trời vẫn chưa khuất núi. Sắp mưa rồi, thu mau đi. Quên, còn quỳ nữa hả? Quên à, quỳ còn muốn sống nữa hay sao? Những vị hòa thượng này bình thường chẳng phải nói đại từ đại bi sao? Bây giờ sao mà tàn nhẫn quá vậy? Quỳnh à, họ đến rồi kìa. Ê, Quỳnh, Quỳnh à, Quỳnh. Vào thứ nhất, nguyện đoạn tất cả ác. Vào thứ hai, nguyện tu tất cả thiện. Vào thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Cha, mẹ, chúng con vẫn ăn cha mẹ.
À, tụi con lùi xuống đi. Từ nay không cần ngày nào cũng đến dân an ta nữa đâu. Cha, mẹ, con vô có một việc muốn thưa. Nga Anh à, con nói đi. Cha con đến Phúc Châu nhậm chức đã 2 năm rồi. Con muốn được đi đến Phúc Châu để thăm viếng cha mẹ mình. Xin cha mẹ cho phép. Vì sao đúng dịp này lại muốn trở về nhà cha mẹ đẻ? Đi đi, đều là cha mẹ nuôi dưỡng. Ông bà xui gia, người ta cũng nhớ con gái của mình. Hơn nữa đi ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt đó chứ. Cha, con cũng muốn đi Phúc Châu với tỷ của con. Tiểu muội à, em... Con dẫn nó đi đi, để nó ở nhà một mình cũng rất buồn đó. Dạ, con nghe lời cha dạy. Nếu có rảnh thì đến các tu viện ở Phúc Châu hỏi thăm thử, xem coi có tin tức gì về cổ nham hay không. Dạ, dạ. Thưa cha. Sư phụ, sư phụ, ta đã thê phát cho các con rồi. Một năm sau, nếu tâm ý không thoái chuyển, ta sẽ cho các con thọ giới. Muốn làm một người xuất gia khó khăn lắm đó. Quy củ của cổ sơn nghiêm, các con phải trải qua một giai đoạn thử thách. Sư phụ cứ yên tâm đi, sau này đệ tử nhất định thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Con đã quyết tâm như vậy rồi. Đây là sư phụ bất không, từ nay thầy sẽ dẫn dắt các con. Mô Phật. Mời qua bên này. Dạ. Đi đi. Mô Phật. Phú Quốc, Cổ Nham. Bản thầy khóa biểu này tụi con phải khắc ghi trong lòng. 3 giờ sáng nghe tiếng bản dậy lên chánh điện. 3 giờ? Ê, vậy chẳng phải còn hơn 1:30 nữa trời mới Phú sáng à, sao? Không được cắt lời. Đúng vậy, ở trong chùa công phu khuya xong thì mới thấy trời sáng. 5 giờ ăn cơm, 7 giờ chấp tác, 11 giờ ăn cơm, sau đó đến thiền đường tọa thiền. Buổi chiều làm việc hoặc là niệm Phật. 3 giờ công phu chiều. Buổi tối tọa thiền, 1 giờ thì đi ngủ. 1 giờ đi ngủ, 3 giờ thức dậy, như vậy ngủ có 2 tiếng đồng hồ. Đúng vậy, con người sau khi chết duy nhất là có thời gian ngủ, cho nên tối nay 2 vị ngủ sớm đi. Ngày mai... Ê, huynh huynh, ngày mai chúng ta sẽ làm việc của một người xuất gia chân chính rồi, thật là thú vị. Ngày mai quý vị sẽ biết, là một người xuất gia thật không dễ dàng chút nào. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Phú Quốc, Phú Quốc à, mau dậy đi, thỉnh chuông rồi. Mấy chú phải nhanh một chút. Ở trong chùa đánh bản là phải thức dậy, sau đó đến thiền đường tập trung. Trước khi tiếng chuông kết thúc, phải vào trong chánh điện bắt đầu công phu khuya. Công phu khuya phải tụng chú Lăng Nghiêm, Tâm Kinh, Thập Tiểu Chú. Công phu khuya phải cung kính kiền thành, y áo chỉnh tề, không được ngủ gục, không được nói chuyện, không được liếc ngó hai bên. Thọ trai tức là ăn cơm. Trước khi thọ trai phải cùng tụng chú cúng dường, cúng xuất sanh. Thọ trai có quy củ rất nghiêm khắc. Khi thọ trai không được kén ăn, sư phụ hành đường cho món gì ăn món đó. Không được nhai cơm lớn tiếng, không được nói chuyện, không được nhìn ngó hai bên. Không được để dư cơm canh. Ăn cơm xong rồi phải tự rửa bát. Thọ trai xong phải yên vị tại chỗ, chờ thọ trai hoàn tất, cùng tụng chú kiết trai, lên chánh điện hồi hướng. Thư lớp như thế mới kết thúc thọ trai. Yeah.
Phú Quốc. Phú Quốc. Ăn miếng cơm đúng là phiền phức. Ngày nào cũng như vậy hết hả? Chuyện này hả? Mỗi ngày sáng một lần, trưa một lần. Hả? Hai lần à? Ý trời ơi. Phú Quốc à, tục ngữ có câu: tam sang bất dông, nông phu khổ, nhất phạn thường tu, Phật tổ ân. Có được hạt gạo tức giải đều không dễ dàng. Bây giờ chúng sẽ bị phiền phức đó. Cái gì? A-di-đà-phật. Tiêu Phú Quốc, người xuất gia phải có oai nghi. Đứng phải là đứng, ngồi phải là ngồi. Chú như vậy còn ra thể thống gì? Sư phụ à, đệ tử biết lỗi rồi, lần sau con không dám nữa. Cười cười nói như vậy làm gì? Vậy con phải nói sao à? Chú phải trả lời sư phụ như vậy: đệ tử biết lỗi rồi. Đệ tử biết lỗi rồi. Vì chú chưa hiểu quy củ, lại phạm lần đầu, nên chỉ cảnh cáo, lần sau nếu phạm thì sẽ bị phạt đó. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Quy củ ở đây sao mà nhiều quá vậy trời. Phú Quốc à, đó là mới bắt đầu thôi. Thanh quy giới luật của người xuất gia có mấy trăm điều lận. Muốn thích nghi thì phải lột xác mới được. Trời ơi. Cổ nham à, chú nghĩ sao? Con nghĩ những điều thanh quy giới luật này là để đoạn trừ những tập khí xấu của chúng ta khi còn tại gia. Từ đó hàng phục tâm của chúng ta. Bằng không chúng ta và người tại gia chẳng khác nhau chút nào. Chú có huệ căn đó. À, có phải chúng ta đi chấp tác không? Hả? Chấp tác nghĩa là sao? Chấp tác tức là lao động. Chúng tôi ở đây mỗi ngày buổi sáng và buổi chiều phải lao động thể lực. Thể lực? Phú Quốc à, hôm nay chỉ cho chú lên núi đốn củi. Con à? Ta và Cổ Nham ra suối gánh nước. A Di Đà Phật. Thank you.
Chú đi đường làm chảy bao nhiêu nước, nên biết rằng nước là thứ mà ông trời ban tặng. Lãng phí như vậy sao xứng đáng là một người tu hành chứ? Tăng Trực Sư, lần sau đệ tử chú ý. Cổ Nham, nhìn thấy chú như vậy, lớn như vậy chưa bao giờ gánh nước đúng không? Dạ. Phạm việc gì cũng phải làm từ đầu. Cảm ơn sư phụ quan tâm. Tăng Trực Sư, mất nhiều thời gian như vậy mới gánh được chút xíu nước. Nếu ai cũng như vậy thì người xuất gia chúng ta đã chết đói lâu rồi. Thưa sư phụ, nhất định trong buổi sáng nay đệ tử sẽ tới sông đám rau này. Đứng lại! Tại sao trộm đồ ăn vậy? Hai cái bánh bao mà cũng gọi là trộm hả? Chưa được sự đồng ý của thường trụ mà tự lấy, gọi đó là ăn trộm. Sư huynh con vẫn chưa về ăn cơm, con lấy cho huynh hai cái bánh bao. Vô cớ không đến ăn cơm thì nên phải chịu hình phạt. Chắc là huynh ấy chưa gánh nước xong. Con biết con người huynh ấy rất cố chấp, nếu chưa làm xong việc tuyệt đối không có nghỉ đâu. Con lấy cho huynh ấy hai cái bánh bao là được đúng không ạ? Không thể được. Con người của thầy sao lại như vậy chứ? Thầy cứ tưởng rằng suốt ngày thầy cầm cây hương bản này đánh đông đánh tây là oai phong lắm hay sao chứ? Quy củ tức là lý. Không muốn nói với thầy nữa. Tiêu Phú Quốc, trong mắt người không có Tăng Trực xem thường thường trụ. Phạt người đến trước điện Phật sám hối, lại Phật 3.000 lại để tiêu nghiệp chướng. Lại Phật thì lại, bao nhiêu lại? Lại 3.000 lại trước rồi sẽ tính sau. 3.000 lại? Thầy có tính lộn không vậy? Phú Quốc à, sao vậy? Thầy bắt con lại 3.000 lại. Vậy là ít rồi đó chú à. Bây giờ chỉ có hai con đường. Một là đến trước điện Phật sám hối. Hai là bây giờ lập tức ra khỏi tự viện. Hả? Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp.
tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Lại xong chưa? Con lại xong rồi. 3.000 lại. Người xuất gia không được nói dối. Chú không lại đủ 3.000 lại. Sao? Sao thầy biết? Ta không biết, nhưng Phật biết. Được rồi, được rồi, được rồi. Tất cả con lại được 2.700 lại rồi. Lần này con nói thiệt, không nói dối đâu. Còn lâu lắm mới đến 3.000 lại. 3.000 lại thầy có biết tính không vậy? Lại thêm 3.000 lại nữa để chú sám hối phạm giới vọng ngữ. Con xin thầy, con thật sự cầu xin thầy, con linh của con không thể đứng được nữa. Ruột của con muốn đứt ra rồi nè. Đến giờ này mà con vẫn chưa có ăn cơm tối. Ta cũng không ăn cơm tối. Sao mà tâm của thầy cứng như sắt vậy? Chú phải tranh thủ thời gian, bằng không đến 1 giờ khuya cũng không lại xong. Giờ sáng chú còn phải thức dậy để công phu khuya nữa đó. Thầy làm gì vậy? Ta cùng lại với con, như vậy có thể giúp con, ít nhất có thể khiến con giảm một nửa. Nào, bắt đầu thôi. Huynh à, ngày trước đệ không tin có địa ngục, hôm nay đệ đã vào trong địa ngục một lần rồi. Trời ơi, cái lưng của đệ, Huynh nói xuất gia là được vui sướng, được sống tự tại, đâu có sung sướng, đâu có tự tại đâu. Không có cả. Có câu nói, nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, qua mai đâu dễ ngát mùi hương. Huynh coi chúng ta bỏ vinh hoa phú quý không hưởng thụ, đi đến nơi này xuất gia làm cái gì chứ hả? Tự nhiên đi đến nơi này chịu hình phạt. Đệ thật sự không muốn làm người xuất gia nữa đâu. Huynh coi, làm người xuất gia suốt ngày chỉ có đọc kinh lại Phật hoặc là cuốc đất trồng trọt.
Như vậy thì có thể tu tập được gì chứ? Đệ thật sự không muốn xuất gia nữa. Hay là vậy, đệ cũng không muốn xuất gia, chúng ta cùng đi nha. Huynh, cái gì mà mềm vậy? Là dài của lão Tần, mau xuống đây đi. Người cũng nặng thiệt đó. Sư phụ. Phú Quốc à? Phú Quốc. Ta đặt một chiếc ghế bên trong để con dễ trèo tường ra đây. Sau đó ta cũng nghĩ, lúc xuống phải làm sao đây? Không may bị gãy chân thì tiêu đời. Cho nên lão nạp mới dùng dây làm ghế để cho con xuống đó. Sư phụ à, sao sư phụ biết được đêm nay con sẽ trốn đi vậy? Ta cũng đang suy nghĩ, sao ban ngày ban mặt con không trốn, đợi cho đến đêm làm cho ta phải trèo tường ra đây. Sư phụ à, con... Nè, ta nói chuyện với con, suy nghĩ kỹ chưa? Con xin lỗi. Xin lỗi sư phụ. Không có cái gì là đúng hoặc sai. Nghĩ kỹ rồi thì đạp lên vai của lão mà về. Ca ca của con đang chờ con bên trong. Huynh con, sao con không thấy huynh ấy? Không nhìn thấy người nhưng không nghe thấy tiếng sao? Phú Quốc à, Phú Quốc, Phú Quốc à, mau về đi. Tỷ muội. Tỷ. Tỷ à, đến Phúc Châu mấy ngày rồi, suốt ngày không có việc gì làm. Để muội làm giúp tỷ việc gì đi. Ở trong nhà toàn là những việc lặt vặt thôi mà, muội cũng không giúp được gì. À đúng rồi, mấy hôm nay chắc là tỷ có chút việc phải đi xa một chuyến, để tiểu thúy sẽ đi với muội đến các ngôi chùa gần đây chơi, cùng để hỏi xem có tin tức gì về huynh của Nham chăng. Ừ, cũng được. Tốt, chúng ta cũng nên đi dùng bữa tối rồi. Ngưng Kiều, Ngưng Kiều. A Di Đà Phật, con làm phiền sư phụ. A Di Đà Phật. Đệ tử là cư sĩ hộ pháp cho chùa Dũng Tuyền, thường thường nghe trưởng lão Diệu Liên giảng kinh thuyết pháp. Nhưng mấy năm nay trưởng lão nhập thất tu hành nên đệ tử rất ít khi đến chùa. Lần này đệ tử cố tình đến đây là vì muốn cúng dường quần áo giày dép cho chư tăng để kết duyên cùng tăng chúng. Thi chủ rộng rộng muôn phước, công đức vô lượng. Con nghe nói trong chùa có mấy vị mới đến xuất gia, đệ tử muốn cúng dường một chút nhưng không biết có mấy vị, xin hỏi sư phụ. Có hai vị đến từ Tuyền Châu. Cảm ơn sư phụ chỉ dạy, đệ tử xin cáo từ. A Di Đà Phật. Rất cảm ơn, xin thí chủ cứ yên tâm, số quần áo này
nhất định sẽ chuyển đến tận tay chư tăng. Ở đây có hai đôi giày mới, con nghĩ người mới xuất gia chắc chắn sẽ rất vất vả. Xin đại sư nhất định. A Di Đà Phật. Chút nữa ta sẽ sai người mang đi. Đây có 20 lượng bạc, con muốn cúng dường thường trụ. A Di Đà Phật. Vị thí chủ đây là chồng con, vì có việc nên không thể đích thân đến được. Con muốn thay chàng làm bạc độ một lần. Cậu xin có thể siêu độ được bà nội và thân mẫu của chàng. Phổ độ chúng sanh là tông chỉ của người xuất gia tu hành. Bần tăng nhận lời của thí chủ, buổi tụng kinh tối nay sẽ sắp đạt bạc độ. Cảm ơn đại sư phụ. Trên thế gian này người có lòng tốt thật nhiều. Đệ lo không có giày mang thì họ mang đến. Đây là của đệ, đây là của huynh. Đúng vậy, bộ đôi giày được làm rất khéo, chắc chắn là từ cái kim sợi chỉ làm nên. Phú Quốc à, cho nên người xuất gia chúng ta phải báo chúng sanh ân. Ê, huynh còn có dừa không? Ê huynh à, rất là vừa đó. Hôm nay có đệ tử người Tuyền Châu Điền Nga Anh thay cho phu quân làm lễ bạc độ, siêu độ cho hương linh quá cố, mẫu thân Nhan Thị và bà nội Châu Thị, rửa tay thắp nhang, chí tâm quy khấu. Phu quân, thiếp biết chàng đang nhìn thiếp, thiếp có thể cảm nhận được hơi thở của chàng. Huynh, huynh, huynh coi có trùng hợp không? Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Huynh ạ. Phu quân, chỉ có một mình thiếp đến ngôi chùa này, trực giác cho thiếp biết chàng đang ở đây. Nhưng mà lúc thiếp biết được chàng thực sự ở đây, thiếp không thể ích kỷ. Chắc hẳn tâm chàng đã quyết trừ bỏ tâm niệm quay đầu, thiếp cũng nản lòng. Chuyện cũ đã chết, coi như giấc mộng. Lần này thiếp đến chỉ xin chàng cho gặp mặt lần cuối. Hy vọng chàng nể tình hai năm nên nghĩa phu thê nên không từ chối. Lưng chừng núi có ngôi nhà, đêm nay thiếp sẽ ở đó đợi chàng cho đến trời sáng. Huynh à, huynh cứ lăn qua lộn lại làm gì chứ?
chỉ là gặp mặt một chút thôi. Đi mau đi. Hả? Phú Quốc à, đi ngủ đi.